Thưa quý vị và các bạn, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử và chuyển đổi số không chỉ mang lại nhiều tiện ích, giảm bớt thời gian chi phí cho người dân, mà còn là nền tảng để phát triển, xây dựng phát triển công dân số, chính phủ số và xã hội số. Thực tế hiện nay đã có khá nhiều người dân sử dụng các ứng dụng này hiệu quả, khá thiết thực, ghi nhận tại thị xã Mỹ Hảo. Không giống như lần trước, hôm nay anh Đặng Đình Đạt, phường Dị Sử đến khám bệnh tại trung tâm y tế thị xã Mỹ Hảo chỉ mang theo chiếc điện thoại thông minh đã được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và cũng chỉ cần vài phút mọi thủ tục để khám bệnh của anh đã được hoàn tất. Trước đây mỗi lần đi khám bệnh thì cầm rất nhiều các loại giấy tờ như là chứng minh thư rồi là thẻ bảo hiểm rất phức tạp. Thế là từ lúc mà tôi cài đặt cái ứng dụng này thì tôi đến đây khám bệnh là chỉ cần phải mang cái điện thoại thôi. Bệnh nhân không phải mang nhiều giấy tờ. Khi tiếp đón thì rất là nhanh gọn. Phần mềm này thì tiếp nhận như là phần mềm của khi mình sử dụng thẻ bảo hiểm. Khi vào quẹt mã một cái và tất cả các thông tin trên đấy đã có đầy đủ. Trung bình tại trung tâm, hàng ngày có khoảng 200 lượt người đến khám bệnh. Lượng người sử dụng tiện ích này tăng dần. Hiện đã có gần 30% người sử dụng ứng dụng. Với chị Đỗ Thị Nguyệt, lần này về Hưng Yên thăm người thân, thay vì phải ra phường thông báo lưu trú, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại thông minh, chị đã hoàn thành thủ tục này. Tôi ở Lào Cai, tôi xuống dưới nhà anh em, dưới Mỹ Hào, Hưng Yên chơi 2 ngày và tôi có cài định danh mức độ 2. Tôi dùng tài khoản này đăng ký lưu trú rất là tiện lợi và nhanh chóng, không cần phải qua công an phường. Chị Nguyễn Thu Huyền, tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân cũng chỉ cần vài phút với một số thao tác trên máy tính và điện thoại thông minh đã hoàn thành việc chuyển yêu cầu chứng thực thẻ căn cước và một số giấy tờ khác lên phường thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Và cũng chỉ hơn nửa giờ sau, chị đã nhận được kết quả. Rất là tiện lợi, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Khi mà đi ngoài địa phương mà có smartphone, có mạng thì tôi vẫn có thể chứng thực được trên dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Thị xã Mỹ Hào và các xã phường đến nay cơ bản đã thực hiện việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống dịch vụ công, sinh hoạt chi bộ trực tuyến, xét duyệt và chỉ đạo thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Trên đây là một số tiện ích ban đầu mà sau khi kích hoạt định danh điện tử và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tích hợp một số nội dung khác như giấy phép lái xe, giấy tờ xe, thông tin cư trú hay khai báo tạm vắng, tạm trú, kiến nghị về an ninh trật tự. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, chính phủ số và tiến tới xã hội số.